5 năm đã qua mà anh vẫn chưa quên à? Không phải anh còn yêu Trang, nhưng lạ lắm, anh như có cảm giác là Trang vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Cảm giác đó có khi anh lại đây, đứng tại đây. Em hiểu cho anh. Anh Kỳ, em cũng mong anh hiểu rằng em yêu anh tha thiết và chỉ có một ước vọng duy nhất là được làm vợ anh thôi. Em sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi không còn gì cản trở anh nữa. Em muốn anh lúc đó hoàn toàn không còn bị ám ảnh bởi dĩ vãng nữa. Lòng em đối với anh vô tận, cũng như sự kiên nhẫn của em. Em cũng nên... Anh để em nói hết đó. Em yêu anh. Mẹ và anh Xuân cũng quý anh. Em tin rằng nếu lấy được anh, em sẽ sung sướng. Nhưng một khi đã thành vợ chồng mà anh vẫn bị ám ảnh bởi người tình cũ, chắc là em sẽ chịu không nổi. Anh đã bảo nhiều lần là anh không yêu Trang. Anh không yêu Trang vì thời gian và sự gần gũi không đủ cho anh tìm hiểu và yêu Trang thành thật. Trang chỉ là cô gái mới, 4 năm trường thuốc làm cho Trang hết đi những mơ mộng về tình yêu không thể chấp. Trang thật đẹp, nhưng tính nết lạ lắm. Trang gần như sống cho xác thịt, chỉ biết của xác thịt. Trang bắt bồ với bất cứ một ai mà anh chỉ là kẻ đến sau cùng. Chưa? Nào, đi chưa? Hay còn mặc niệm? Tôi xin trước nghe. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm. Viên, Viên. À, được rồi. Ai vậy anh? Chuyện gì vậy?
Không có chuyện gì đâu, nhưng anh phải đi ngay. Em dậy mặc đồ đi. Chuyện gì mà giấu em? Đi đâu mà gấp vậy? Thôi được, một lát em xuống sau nhé. Bây giờ anh phải đi trước nhé. Anh gấp lắm, mai gặp anh sẽ nói hết cho em nghe. Thanh tra ngồi chờ ở đây. Chắc không còn bao lâu nữa bệnh nhân sẽ được đưa về đây ạ. Cảm ơn ông. À.
ông thanh tra. Chào bác sĩ. Tôi được biết là ông thanh tra cho phép vợ nạn nhân đến thăm. Tuy rằng cuộc giải phẫu đã có kết quả mỹ mãn và hiện nạn nhân không còn trong tình trạng nguy ngập, tôi vẫn xin ông thanh tra thông cảm để cho nạn nhân tĩnh dưỡng. Sự nhờ bác sĩ. Chào bác sĩ. Chào thầy cha. Ha 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 ha!
sao thế? Ông làm gì thế ông Huỳnh? Ông Huỳnh. Báo lập đà lạt, báo lập đà lạt.
con lên xe, xe chạy lên đây. Trên xe có một ông khách trông hãi lâu quá, tôi sợ.
lại ngay, không tôi bắt. Xuân đâu? Anh ấy ngủ ghê quá mẹ ạ. Ngủ suốt dọc đường đến nhà rồi mà cũng không biết đó. Thưa bác ạ. Bác giờ mình khỏe chưa? Bác vẫn mạnh. Các con lên phòng rửa mặt cho khỏe. Rồi xuống ăn cơm. Mẹ đợi. Dạ. Đi con. Cho mẹ nghe chuyện của con với anh Kỳ đi tới đâu rồi? Các con đã tính gì chưa? Nói cho mẹ nghe mẹ mừng.
Dạ thưa mẹ, chưa. Vì chúng con nghĩ rằng cũng chẳng gấp gì, chờ ít lâu nữa cũng chẳng sao. Dù sao đi nữa thì chúng con cũng nhờ mẹ quyết định cho chúng con. Mẹ thì mẹ quyết định rồi, bây giờ chỉ còn tùy các con thôi. Mẹ thì mẹ muốn sớm có cháu để bồng. Hơn nữa, con với anh Kỳ cũng hợp, quý nhau thì mẹ vui rồi. Nhưng chuyện của các con thì các con biết rõ hơn. Mẹ cũng biết là con không muốn nói hết chuyện của các con vì sợ mẹ buồn. Mẹ cũng nóng ruột và cũng chờ như con. Dạ, thưa mẹ, không phải là con muốn giấu mẹ. Mẹ cũng đã biết là anh Kỳ đã một lần đau khổ vì tình yêu dang dở. Mối tình ấy anh ấy vẫn chưa quên được. Mặc dù là anh ấy thương con, yêu con nhiều lắm, nhưng chính con muốn để một thời gian nữa. Con mong mẹ hiểu cho con. Thôi, chuyện đâu còn đó, để mẹ xuống coi cơm. Ăn đi cho mẹ, cô mày nấu ngon quá. Ừ. Ăn đi cho cô cậu, đói bụng quá. Anh Xuân kỳ quá mẹ ơi, làm mẹ tưởng ở Sài Gòn em không lo cơm nước mà bỏ đói anh ạ. Chứ gì nữa, mẹ biết không, cũng may là có Kỳ lợn cơm, cơm nước còn đàng hoàng. Nếu không cô ta cho ăn bánh mì với đồ hộp không hả? À. Ăn con lười lắm mẹ ơi. Thôi đi ông, đói thì cứ ăn đi, mắc cỡ bị đặt nơi xấu người ta. Ăn đi con.
Anh Kỳ, anh nghĩ gì mà có vẻ say sưa vậy? Anh đang mãi nghe tiếng gió thổi. Em biết không, ngay từ thuở nhỏ anh đã không thích nghe tiếng gió thổi cây rung. Sau này anh lại càng không ưa, vì anh đã biết lý do tại sao. Thực ra một lý do thì cũng không đúng, phải nói là một cảm giác thì đúng hơn. Nó làm cho anh liên tưởng đến tiếng kêu rên rỉ của những kẻ bị bịt miệng, những kẻ không còn kêu lên tiếng được nữa. Nó như là tiếng kêu im lặng của người đã khuất. Anh nói gì mà em không hiểu? Anh hãy cắt nghĩa cho em hiểu đi. Anh khó quá, anh không thể nào cắt nghĩa cho em rõ hơn được, vì nó chỉ là một cảm tưởng. Mà nếu em không hiểu như anh thì càng hay. Anh vừa nói tiếng gió là tiếng kêu im lặng của những người đã khuất, hay là của một người đã khuất? Tiếng gió ở đây có phải là tiếng gió đã làm anh mơ màng mỗi khi anh đứng trên ban công nhà em không? Có phải là cảm giác đã theo đuổi anh tới đây? Nếu thật như vậy, Em có quyền đòi hỏi anh cắt nghĩa rõ ràng hơn. Nhưng em không nên hờn giận anh, vì thật ra anh cũng không muốn có những cảm tưởng ấy. Chính anh cũng còn đang tìm hiểu tại sao lâu lâu anh vẫn còn bị ám ảnh. Em xin lỗi anh, em hứa. Không, thôi em vô xe soạn đi, kéo xuống nó đợi. Đây, Khánh Ly xin hân hạnh trình bày đến quý vị
nhạc phẩm Lệ Đá của Trần Trịnh và Hà Huyền Chi.
sớm vậy? Chờ một chút cho em đi với nhá. Loan, một phút thôi mà. Không được. Cho em đi. Thôi, em cũng cần phải đi. Anh lại nhờ người bạn cho họ biết tin tức ở Sài Gòn nhắn lên. Anh về ngay mà. Em không tin. Thật mà. Thôi xích ra cho anh đi. Anh về ngay mà. Không, đã thế em không cho anh đi. Anh phải nói thật cơ. Anh làm em lo quá. Thật ra anh cũng chẳng biết phải đi đâu. Đêm qua anh tăng tập cả đêm không ngủ được. Sáng nay anh thấy trong người bứt rứt khó chịu. Anh muốn đi một vòng và đi một mình. Em hiểu giùm cho anh.
Anh muốn đi đâu thì nói chứ. Sáng sớm anh đi đâu mà ăn mặc thế kia? Anh ở Bình Dương nào? Tôi đưa anh về. Tôi nói anh biết, tôi thì tôi quay trở về Đà Lạt. Anh muốn đi với tôi thì đi, còn anh muốn xuống chỗ nào thì bảo. Ngần nào anh, sao anh không nói đi? Anh không nói với em, anh quên em rồi sao? Anh tệ bạc đến thế mà em thì không một phút nào không nhớ anh. Em bị nạn, thể xác em chết rồi, em vẫn không nguôi được tình khao khát yêu anh. Tình khao khát yêu anh đông đặc, sức sống của em đúc kết lại thành một khối tinh anh. Cái chết đến bất thình lình, đến tức khắc, em không biết, không sợ, không đau đớn. Nên tình truy ấy thoát ra khỏi thể xác được trọn vẹn, nhờ thế mới tồn tại được. Em đang đi, đang nghĩ đến anh thì bỗng nhiên thấy trời tối sầm xuống. Em kinh ngạc quá, em kêu lên, em gọi anh, nhưng chính tai em không nghe thấy em gọi. Em bắt đầu thấy lo sợ thì nghe có nhiều tiếng nói im lặng. Họ gọi em, rủ em đi cùng. Tiếng im lặng, tiếng rủ của thần tiên. Em tự nhiên thương hại cái thân xác tồi tệ, động một tí là chết ngay được. Em rõ ràng biết em thích bay lên. Bay lên thì nhẹ nhàng, vĩnh viễn. Nhưng em lại nhớ đến anh. Em không đi, em ở lại trên vỉa hè, một mình em, cô đơn trong đêm dài vô tận vì anh. Nhưng anh không thể đến, đã 5 năm. Chỉ một lần nghe tiếng gọi nữa là em phải đi, phải đi xa anh. Em đau đớn không biết bao nhiêu. Gọi lần thứ 5 sắp vang lên rồi thì có bóng người ngã gục cho em ngã khi trước. Em nghĩ ngay được một điều là anh không đến với em. Em phải đi tìm anh. Em liều lĩnh bỏ chỗ đứng, bỏ cả tiếng gọi vừa mới vang lên để chiếm lấy cái xác kia. Anh ơi, em sẵn sàng hứng chịu tất cả để đi tìm anh. Em đi theo cái bóng người, em đột nhập, em xông vào cái linh hồn yếu đuối, dùng tất cả sinh lực của tình yêu tuyệt vọng của em, của sự chờ đợi 5 năm trong bóng đêm, mà đánh nó, xô mạnh nó ra khỏi chỗ bám cuối cùng của nó. Nhờ sức mạnh em bằng 1000 lần sức nó. Tuy xác nguội rồi, máu đã đông trong mạch, lại là xác người lạ, em vẫn còn dùng được. Anh biết không, em phải dò theo từng đường gân,
từng khớp xương để sai khiến. Lúc đầu còn ngượng ngập, nhưng bây giờ em hoàn toàn làm chủ nó rồi. Em không cần đến tim nó, đến mắt nó, em cũng sống được, cũng nhìn được anh. Ngồi xuống đây với em đi. Ra đi, em không đành dứt đi cho được. Em nhất định ở lại chờ anh. Em tin rằng anh không bao giờ bỏ em. Anh sẽ đến. Nhưng rồi anh không đến. Lâu quá nơi, một mình em bơ vơ chờ đợi anh.
nhưng em vẫn không đi được. Em nhất định không đi được vì em phải chờ anh. Mặc dù anh không đến. Em được anh, em mừng lắm. Em không ngờ tìm được anh ngay. Em sẵn sàng đi 1000 năm vì không ai ngăn cản em đi tìm anh, trừ phi bắn cho tan tành cái xác chết này. Không, nếu thế em phải chờ đến khi nào em tìm được cái xác khác em lại đi tìm anh. Em biết cách rồi. Mỗi lần chờ đợi em lại càng thêm mạnh, bởi vì tất cả sức mạnh linh hồn em chỉ để ước ao có một điều độc nhất. Cho nên thời gian càng dài, sự chờ đợi càng kết trụ lại, linh hồn em càng mạnh vì một điều ước ao độc nhất. Ước ao độc nhất là sống lại bên anh, sống lại với anh. Chỉ một lần em nhớ đến niềm quan lạc chỉ một mình anh cho em được hưởng. Anh ơi, em chờ anh 5 năm trời. Em cô đơn một mình trong bóng tối. Em chờ anh chỉ một mình anh thôi, chỉ một mình anh thôi. Anh ơi, anh ơi, chỉ một lần thôi. Yêu em đi. Anh sao lại ghét em?
chết đến 2 lần.